vợ mà bây giờ lại xuống xin lỗi mình. Nhưng mà trong cái thời điểm này thì em lại được một người là bác, là chị gái mẹ em, là con chị con bác ấy ở bên Đức, và bây giờ muốn là hoàn cảnh của em như thế, thương con em, thì bây giờ muốn là cho nó sang đấy. Thì bây giờ bố mẹ em cũng đang cố để chạy tiền để cho em sang Đức. Thì là cuối tháng này là em nhận được visa, Rồi. thì anh ấy lại đưa các con đến để khủng bố tinh thần của em, là mẹ lại bỏ các con đi như vậy để sướng một mình mẹ, hoặc là ý là mọi người, những cái người mà ở ngoài hai cái xã của em ra đấy, thì có thể người ta sẽ không bao giờ người ta hiểu câu chuyện, thì người ta chỉ nghĩ là sao hai người chia tay mà lại người vợ để hết cho chồng nuôi chẳng hạn như thế. Thì là trong lòng em luôn luôn mặc cảm, và em cảm thấy là kể cả cô ở nhà em cũng không bao giờ mở lòng hay đón tiếp hay yêu một ai nữa, hoặc nên là em cứ trầm cảm, và cuộc sống của em cứ về nhà thì mẹ em giờ cho cái đất để xây một cái cửa hàng, và em làm may, nhưng mà nó giống như nó trầm cảm lắm. Thì bây giờ em có cơ hội đây rồi, bây giờ em chỉ muốn là hỏi chị có thể chia sẻ cho một người mẹ mà bốn đứa con vất vả, bây giờ sẽ chọn con đường nào, là con đường đi ở lại hay là đi. Rồi. Đúng là em đứng trước một cái hoàn cảnh mà nó không dễ để mà đưa ra quyết định ngay lập tức được. Nhưng mà nó liên quan đến việc mà năm 2016 thì các em đã ra tòa và sau đó thì anh ấy cũng có gia đình. Ban nãy tại sao chị lại hỏi em là có xin ý kiến ai không và có trao đổi kỹ không ấy, là nó liên quan đến việc là nuôi con. Bởi vì thông thường với những cái đứa trẻ mà nó còn nhỏ, mặc nhiên ấy, là người phụ nữ sẽ nuôi. Trong nhiều trường hợp nữa thì người ta cũng hay ưu tiên cái quyền nuôi con của người phụ nữ và người nam giới sẽ là người cấp dưỡng. Bởi vì là cái việc mà chăm sóc này, nuôi dưỡng một đứa trẻ thì người phụ nữ nó có những cái thế mạnh hơn. Thế còn người nam giới thì sẽ thường là hay gặp khó khăn hơn trong cái chuyện này. Thế nhưng mà ở đây thì chị lại thấy là tòa án ở nơi em thì đã giải quyết như vậy, thì chị cũng không rõ là dựa trên cái căn cứ nào mà tòa án lại 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 để cho anh ấy nuôi tất cả bốn đứa con mà em lại ra đi như vậy. Tư vấn của tòa là người ta chỉ xuống là bởi vì thế này, câu chuyện của em mà nói ra thì là ở dưới tòa đấy, người ta cũng không bao giờ người ta hài lòng với anh ấy. Người ta gọi là người phụ nữ, người ta đã nuôi đẻ bốn đứa con, bây giờ gia đình đẹp hạnh phúc như thế, vợ chồng như thế rồi thì không nên bỏ nhau. Nhưng mà em anh vẫn là quyết định, và anh ấy bảo là tao mày sẽ thống nhất là theo như mày, bảo là đứa nào nuôi con thì người thì ở lại cái nhà này, giờ tao nhận nuôi rồi thì mày đi. Thì là em bảo vâng. Mẹ con ấy thì trong suốt cái quãng thời gian mà vẫn còn ở gia đình đấy thì em và các con có khi nào trò chuyện với nhau và các cháu nó có cái ý kiến gì về cái hoàn cảnh của em không? Về cái chuyện mà cơm không lành, canh không ngọt của bố mẹ không? Anh này là một người nói chung là đánh mẹ con em thì đánh người bé cũng như đánh người lớn, đánh em cái độ đấm như nào thì trẻ con cũng đấm như thế. Nói chung là nhà em là chỉ có nói bằng đấm thôi chứ À không bao giờ không, nói thế bằng đấy, lời. đấy, bây giờ chị, tức là anh ấy cũng đánh cả trẻ con, vì vậy thì chị cũng lưu ý em nhé, cái này thì em là người sẽ quyết định cái việc mà em đi hay là không đi. Chính mình nghĩ về việc là các con sẽ ra sao khi là mình đi hoặc là mình ở lại. Cái này mới quan trọng, và chính em là người mới biết là nếu như mà mình đi đấy thì có thể các con sẽ sướng hơn. Bởi vì là thôi qua một thời gian là bố nó muốn là mình phải ở nhà, thế nhưng mà thôi đến lúc ấy thì bảo thôi bây giờ mẹ mình đi rồi thì bố con bảo nhau mà làm mà ăn rồi thương yêu con rồi chăm con, thì chị nghĩ là cũng có lẽ cái đấy mình cũng không phải băn khoăn lắm. Nhưng ví dụ như bây giờ mình đi mà có thể là các con nó sẽ lại phải chịu một cái hệ quả là do việc ra đi của mình mà từ phía người bố sẽ có, bởi vì ban nãy em có kể là đánh người lớn thì cũng như đánh trẻ nhỏ mà, thì chị hơi băn khoăn một chút ở cái chỗ đấy. Hãy suy xét và có thể em trao đổi thêm với hai hai cháu lớn nhà em được không nhá.
để xem cái suy nghĩ của các cháu, những cái mong đợi của các cháu, cái suy nghĩ thực, cái tình cảm thực của các con đối với mình như thế nào, và việc mà em có thể trao đổi để các con hiểu được cái việc mà nếu như mình bắt buộc phải ra đi. Đấy, bởi vì nếu mình ở lại thì nó cũng rất là khổ và cũng không giải quyết vấn đề gì, thì mình cũng làm cho các con có thể đối diện được với cái việc mà mình sẽ đi đến một cái nơi rất xa và không không thể thường xuyên chăm sóc con được. Cái quan trọng nhất chị muốn nói nhé, đó chính là các con. Còn người ngoài người ta nghĩ là cái đấy nó không quan trọng em ạ. Nhé. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chị Nguyễn Thị Mùi. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho bạn sẽ có cái hướng giải quyết tốt nhất cho cái trường hợp của mình. Chúc bạn mà sẽ mạnh khỏe bạn nhé. Dạ, em cảm ơn ạ. Vâng, chào Dạ, bạn. em cảm ơn chị Mùi và cảm ơn chị ạ. Vâng, Ừ, rồi, chào em. Chào bạn. Chúc em mọi điều may mắn hơn nhé. Vâng. Dạ. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Để được tư vấn miễn phí trong chương trình và trên trang web www.cuasotinhyeu.vn, các bạn hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 024-7307-0707 vào tất cả các ngày trong tuần. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Bắc Giang. Alo? Alo? Vâng, chào anh, câu hỏi của anh là gì đấy ạ? Hỏi tôi là tôi bảo trước đây tôi quan lại được 25 phút, bây giờ tôi chỉ 5 phút là mới biết vì lý do làm sao cho tôi lại tự dưng lại bị như thế vậy. Vâng. Nên là ngày trước là tôi quan lại mới bảo được 22, được 25 phút thì vẫn kêu rát, bây giờ nó lại không kêu rát nữa là thế nào? Vâng, tức là có hai vấn đề về sức khỏe sinh sản anh cần hỏi bác sĩ phải không ạ? Vâng. Bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn cho anh nhé. Vâng. Vâng, chào anh ạ. Vâng. Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? Người này 40 ạ. Dạ, 40. Thế à. Thế và anh nói trước kia là trước bao nhiêu tuổi rồi ạ? Lúc đấy cây được 5 ạ. À, tức là gần một năm nay thì gọi là sức khỏe tình dục của anh là nó giảm sút, đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, thấy nó giảm sút. Và không biết là làm sao thời gian nó ngắn lại. Đúng ạ. Vâng, anh ơi, anh có thích uống rượu không ạ? Không ạ, không rượu tôi không uống rồi. Không rượu, có thuốc lá không ạ? Không, không, không hút thuốc, không hút thuốc lá. Không rượu, không hút thuốc trước lá. Trước đây hút nhưng mà bỏ được hơn chục năm nay. Ồ, tốt quá, rồi chúc mừng anh đã bỏ được thuốc lá. Vâng, bởi vì hỏi cái đó vì cái lối sống mà có hai cái chuyện đấy là nó cũng làm ảnh hưởng đến cái chuyện sức khỏe tình dục của anh đấy. Và anh có hiện tại có bệnh gì không? Cơ thể có khỏe không? Tôi thì nó bị viêm quản mãn ạ. Viêm phế quản ạ? Viêm quản mãn ạ. Vâng, vâng. Thế và vẫn cứ đang đi điều trị đấy hả? Có nghe tôi nói chung là nó trả lời thì nó cũng hay bị ạ. Vâng. Mãn là bao nhiêu lâu rồi ạ? Bị cái bệnh? Đây được 5-6 năm này. 6 năm này. 5-6 năm nay. Và bây giờ thì sức khỏe chung nó có xuống không anh? Nói chung là sức khỏe thì chung là cũng không được khỏe mấy, cũng có chung là vừa, chung là mình không làm cái gì nặng lắm. Vâng, vâng, vâng. Thì cái thắc mắc là bây giờ chỉ được ít lắm, không bằng ngày xưa. Ít thì là được khoảng bao nhiêu phút anh? Bây giờ chỉ 5-6 phút ạ. 5-6 phút, trời ơi, 5-6 phút mà nhiều người mong được 5-6 phút như anh đấy ạ. À? Chứ bây giờ mà lại cứ 5-25 phút như ngày xưa thì chắc là sức khỏe của anh nó xuống ghê lắm đấy. À, ở tuổi 40 lại bị viêm phế quản mãn 5-6 năm nay rồi. Sức khỏe cái viêm phế quản nó có ảnh hưởng gì đến sản nó làm cho sức khỏe của anh nó cũng kém đi. À. Mà cái sức khỏe chung nó kém đi là cái khoản kia nó cũng kém đi. À, thế tuy nhiên nó đúng là cái tôi hỏi đang ngoài cái về đấy, ví dụ là mình hay là mình viêm phế quản nên bản tính nó cũng còn mẹ gen nó kém nhưng biết. Vâng, cái sức khỏe chung nó cũng kém đi mà. Và vào tuổi 40 đấy ạ, vừa có một bạn trai cũng ở cái trạc tuổi này, bạn bảo úi rồi ôi ở tuổi mãn tinh rồi. Thế mà anh lại vẫn còn 5-6 phút thì chắc là không phải lo đến cái chuyện đấy nữa. Nhưng mà tôi hỏi con đi trước đây là ví dụ nó kêu rát là biết là mình lý do làm sao mà lâu trước đây nó quá làm gì mà chả đau và rát
Vâng, bây giờ thôi thế là đủ rồi, là vừa sinh rồi. Chị kém anh bao nhiêu tuổi ạ? Vợ sinh năm năm nay 36 tuổi. 36 tuổi rồi, 36 tuổi cũng chỉ đủ sức khỏe để tiếp anh 5-6 phút thôi. Nhớ, đừng mong 25 phút như ngày xưa mà chị lại chắp tay mỗi lần nghĩ đến đấy, chị sợ quá nhá. Thế sao thấy các cụ nhà nước cụ già, các cụ sức khỏe lại dồi dào thế? Một số thôi. Vâng, chứ không phải tất cả, mình nói trên cái tổng thể ấy. Cũng như là một số người trước kia được 25 phút là hiếm, và bây giờ 40 tuổi và vẫn được 5-6 phút cũng là hơi hiếm. Chứ còn chung là không được như thế đâu ạ. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn anh đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho anh sẽ có một sức khỏe thật tốt và một gia đình thật là hạnh phúc anh nhá. Vâng, cảm ơn nha. Chào anh. Vâng. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Để được tư vấn miễn phí trong chương trình và trên trang web www.cuasotinhyeu.vn, các bạn hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 024-7307-0707 vào tất cả các ngày trong tuần. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Thanh Hóa. Alo? Alo ạ. Vâng. Xin chào chị, câu hỏi của chị là gì đấy ạ? Vâng ạ, câu hỏi của chị là gì thế ạ? Chị ơi, em muốn tư vấn về có hai câu hỏi. Một câu hỏi là về cháu, hạnh phúc của cháu. Vâng. Câu hỏi thứ hai là muốn cũng hỏi ông xã bị bệnh tiền liệt tiến ạ. Vâng. Thế cụ thể thì câu hỏi như thế nào ạ? Câu hỏi thứ nhất là em có thằng con trai, nó nhà em thì có một trai một gái. Giờ cháu trai ấy là cháu đi cái thi được cái ngành cảnh sát thành sự cháu ra đi làm rồi. Vâng. Giờ cháu yêu cùng lớp trong trường cô bé ở mái Cà Mau á. Vâng. Bây giờ là con bé Cà Mau đấy thì nó cũng hiền, cũng ngoan, cũng đã về đây rồi. Nhưng mà thật sự mà nói là lúc đầu thì mẹ con bé còn sống ấy thì chúng em cũng không nghĩ gì đấy. Nhưng mà từ ngày con mẹ con bé mất đột tử đấy, mất đột xuất ra trong trường đang đi học ấy, năm thứ hai ấy, thì là chúng em cũng thương cháu, nhưng mà nghĩ thương mức độ là bạn bè cho chúng nó bảo ban học hành thôi. Nhưng mà đến giờ cho cháu nó đến cái mức là phải được bảo là cưới. Thì bây giờ con bé nó đang làm ở trong huyện, trong tỉnh Cà Mau, không có huyện của cháu đấy, trong tỉnh đấy. Thì con nhà em thì nó lại làm ở Đà Nẵng. Thế bây giờ hai đứa nó xa cái trở như thế thì em buồn vầy chúng tay lắm. Nhưng mà là người mẹ thì rất là lo lắng cho, không biết là xa như thế thì không biết là hai con thì sẽ hạnh phúc như thế nào, đúng không ạ? Vâng, và chúng tôi cũng nghĩ là không biết là cháu nó có về Bắc hay không, mà có mình nó là con trai bây giờ hụt hẫng quá chị ơi. Vâng. Những cái băn khoăn trăn trở của chị thì chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm lý học của chương trình, sẽ có những cái lời khuyên dành cho chị nhé. Vâng, xin chào chị. Trước hết là cũng phải nói luôn với chị về việc là cháu thì nó đã học xong đại học cao đẳng cảnh sát và đã có công tác ở Đà Nẵng rồi, đúng không ạ? Vâng, làm được hơn một năm rồi. Vâng, đi làm được hơn một năm. Vâng, thế là rất phấn khởi. Thế chỉ có điều là cháu nó làm hơi xa một chút. Mình thì ở Thanh Hóa, thế nhưng mà cháu nó lại làm ở tận trong Đà Nẵng. Vâng, thì như thế là thế nhưng thì cháu lại ở mãi trong, yêu muốn lấy lại mãi trong Cà Mau cơ. Vâng, đấy, thế là khoảng cách thì nó cũng lại xa xôi quá. Thế nhưng mà thế này, bây giờ mình mới xem xét xem là các cháu là nó yêu nhau theo như chị nói là yêu từ năm thứ nhất. Vâng. Ừ, thế và bây giờ thì lại ra trường được hơn một năm rồi. Vâng. Như thế là phải tính ra nó phải yêu nhau 3-4 năm, phải không chị? Dạ, vâng. Đấy, thế 3-4 năm là tình cảm nó rất là sâu đậm. Và và các cháu là nó cũng rất là nghiêm túc trong cái mối quan hệ này. Đúng rồi, cháu thì làm bên nó thì công tác bên phó hậu cần, còn con bé nó làm bên phó học tập, hai đứa cùng bàn, hai đứa cùng tổ. Đó, thế tức là rất hiểu nhau, rồi là chia sẻ vui buồn, rồi định hướng đến một cái cuộc hôn nhân
Thì đấy là những cái điều mà mình cũng mừng cho các con, chị ạ. Trước hết là về công việc thì đã có công việc rồi này. Thứ hai là cũng phải nói thật với chị là trong cái hoàn cảnh hiện nay cũng có một số những cháu mà nó cũng không có được một cái suy nghĩ nó nghiêm túc như vậy. Thế nhưng mà con nhà mình thì nó lại có những cái định hướng rất rõ ràng, có cái cháu suy ngoan, nghĩ rất ngoan. Ngoan. Thế chúc mừng anh chị nhé. Cháu ngoan, em có hai cháu mà chị là cháu lấy chồng Hà Nội với một gái, còn một cháu lại lấy chồng, bây giờ lấy vợ mãi Cà Mau. Một đứa công tác ở Đà Nẵng, một đứa công tác Cà Mau mà. Bây giờ các cháu nó muốn cưới, thì em bảo ấy mà nhờ chị giúp đỡ, cái tâm lý em ốm lắm, em suy sụp, em không biết bạc, để cho con nó biết. Em vã mồ hôi một cây án, cái tuôn ra mà em không ăn, không ngủ, thì em va cái cả người, mắt em không nhắm, nó cứng đơ. Vì mình cứ suy nghĩ rất nhiều và mình chưa đưa ra được một cái quyết định nào cả. Bây giờ mà ngăn cản con thì cũng cảm thấy nó không đành. Thế nhưng mà nếu đồng ý thì mình cũng có nhiều những cái mình chăn trở quá. Thì tất cả những cái như thế nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe thể chất của mình. Trước hết là nó làm cho mình là cái ăn, cái ngủ là nó không tốt. Và khi mà ăn ngủ nó không tốt chị ạ, thì nó sẽ ảnh hưởng luôn đến những cái khác, ví dụ như là chuyện mình có thể vã mồ hôi như chị nói đấy. Vâng, thế thì tôi nghĩ là bây giờ mình sẽ phải từ từ để mình cùng bàn bạc với các con đi. Thế nhưng qua cái cách chị nói thì tôi hình dung là ngay lập tức chị đã nghĩ là mình phải tôn trọng các con rồi. Tức là mình đã nghĩ là mình sẽ đồng thuận với cái quyết định của các con. Vâng, đúng rồi đấy ạ. Nhưng mà nó tăn trở không thể nào được. Ông xã nhà em thì nói là thôi bà này ạ, bây giờ các con nó thương nhau mà chúng nó ngoan thế, mà con nhà mình nó chẳng như thường phá vách mình cái gì điều gì cả. Mà nó thi 4 năm nó cái đậu vào trường cảnh sát, mà kém con này hơn con này 5 tuổi cơ. Thế thì bây giờ con mình nó ngoan chứ, mà mình cũng hãnh diện chứ, mà ở làng xóm đây giáo viên rồi ngân hàng rồi các kiểu làm mối làm manh, mà đến trực tiếp nhà họ chửi gia đình em là tham tiền hay là tham ngành hay tham gì, mà có đứa con trai cả mãi trong kia em lại càng buồn bầy chân tay. Đấy, đôi khi thì mọi người cũng góp ý với mình trên một cái suy nghĩ của họ thôi, nhưng họ lại không đứng vào cái địa vị của mình, đúng không? Trong cái hoàn cảnh